Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn, hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là những dây bí đao chanh của mình nó đã lên tươi tốt và leo lên đến vàng nha các bạn. Thì nó đã có qua đực và qua cái rồi các bạn. Thì mỗi nấc lá là một cái qua cái, tức là cái trái đó các bạn. Thì các bạn nhìn đây là một cái qua cái, có cái trái ở trên đầu có cái qua. Thì khi mà cái qua đực nó nở thì con ong nó sẽ lại hút nhụy của cái qua đực rồi nó đem lại cái nhụy qua cái. Thì cái trái bí của mình nó sẽ thụ phấn và nó sẽ thành cái trái lớn nha các bạn. Thì cái bầu trái bí khi mà con ong nó thụ phấn xong thì nếu đậu thì cái bầu trái bí nó lớn rất là nhanh luôn, nên người ta thường có câu nói lớn lớn như bầu bí đó. Con nuôi con nít mà mau lớn, người ta nói lớn như bầu bí. Thì đây là dây bí của mình, mỗi nấc lá một trái nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái trái nó không, ở trên đầu có cái hoa. Khi mà cái hoa này nó nở ra rồi, có cái hoa đực ở cái bên nó nở nữa, thì con ong bầu nó lại nó hút nhụy của cái hoa đực nó đem qua bên đây, thì nó sẽ thụ phấn và cái trái này nó sẽ đậu, nó lớn lên các bạn. Thì cái dây bí của mình có trái rất là nhiều luôn. Đây là trái nữa nè các bạn. Mình thấy mỗi nấc lá là một cái trái, mỗi nấc lá là một cái hoa đực các bạn. Thì cái loại bí này ăn rất là ngon nha. Nó mặc dù là bí đao chanh nhưng mà nó là ăn khi mà gọt vỏ nấu canh ăn thì nó không có xốp, nó dẻo với nó ngọt. Khi mà mình nấu canh ra, nó ra nước rất là ngọt. Khi mà mình hái trên cây xuống, mình đem vô mình nấu canh liền thì nó rất là ngọt, rất là ngon luôn các bạn. Thì cái dây bí này của mình là loại rất là sai trái nên mình mới để giống trồng. Thì hôm nay nó đã leo lên đến vàng và cái bụi nó nở ra rất là to các bạn. Cái đường kính của nó có thể là 1 mét đó, tùm luôn. Thì với cái dây bí như thế này thì mình nghĩ là mùa bí sắp tới sẽ được bội thu rất là nhiều đó nha các bạn. Đó, thì sở dĩ nó tốt như vậy là nhờ cách mình trộn phân bón, tức là mình trộn phân để mình trồng cái cây con vô đó. Thì mình trộn cũng với cái công thức riêng của mình, đó là garden soil trộn với phân bò, với lại tớp xôi, với lại potting mix, cái bao màu xanh dương của hãng Miracle-Gro. Sau đó mình lại cho thêm chút ít fit mod các bạn. Tức là mình trộn, mà khi mà mình dùng tay mình nắm một nắm đất đó, mình bóp lại, mà khi mình mở cái bàn tay ra thì những cái phân đất đó nó sẽ rã ra trên bàn tay mình. Thì cái đó là đạt tiêu chuẩn là xốp đó các bạn. Còn nếu mà mình bóp tay lại nó thành một cục cứng ngắc thì đó là chưa xốp đó. Thì mình trộn phân với công thức như vậy. Thì đây là một bụi bí đao chanh của mình. Rồi bên đây một bụi nữa các bạn, nó cũng lên trên vàng rồi. Cái dây của nó rất là lớn, rất là mạnh luôn các bạn. Thì mình tưới nước nó nha. Sáng sớm cỡ 5-6 giờ là mình tưới nước nó, xong rồi chiều tối mình tưới lần nữa là 2 lần nha các bạn. Thì nó mới được tươi tốt như thế này. Và mình thường xuyên tưới phân cá cho nó 2 tuần 1 lần các bạn. Thì nó mới xanh như thế này và cho trái đó các bạn. Mình chia sẻ với các bạn để các bạn thấy
Mình làm như vậy, cây có xanh tươi thì các bạn bắt chước. Mình chia sẻ với các bạn là phân cá rất là tốt, là phân hữu cơ cho rau cải nhà mình. Mình tưới rồi mình ăn sẽ mạnh miệng hơn là tưới phân hóa học nha. Thì mình 2 tuần tưới một lần phân cá cho tất cả các loại rau trong vườn nhà mình nha các bạn. Thì cái bí đao này nó cũng có tác dụng trị bệnh rất là hay, nhất là bệnh tiểu đường. Cũng giống như là khổ qua vậy các bạn, nó cũng trị bệnh tiểu đường. Xong rồi mình ăn nó thì mình sẽ sụt cân chút ít các bạn. Rồi nó có tính mát nữa, nó nhiều cái tác dụng lắm. Nhưng mà mình mới biết là nó trị tiểu đường, với lại ăn vô nó sẽ mát nha, mát trong người. Cái bí đao này làm được nhiều món ăn, ngoài cái mình hầm, rồi mình hầm với giò heo, hoặc là mình rồi mình có thể làm đồ chay, mình chung với các loại rau củ khác như cà rốt, bí đao, rồi củ cải, rồi đậu que, đủ thứ lại làm thành một nồi đồ chay ăn rất là ngon nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể nó một mình nó cũng được, thì nó cũng ngon như thường, nhất là nó mình mới hái xuống rất là ngon đó. Thì cái bí đao này mình có thể để dành cho mùa đông có bí mà ăn, bằng cách là mình để nó già, cái trái bí, cái da nó lúc già thì nó sẽ có phấn trắng bao chung quanh, thì lúc đó mình hái mình đem vào mình cất trong nhà chỗ khô ráo, thì mình sẽ ăn suốt mùa đông tới mùa xuân luôn các bạn. Năm nào Quỳnh Mai cũng hái vài chục trái đặng để dành nấu canh trong mùa đông đó. Thì cây nhà lá vườn có nên mình xem thường, chứ một trái bí đao mình mua ngoài chợ cũng vài đô la các bạn đó. Thì mình có thì mình ăn thoải mái đó. Và mình lựa trái non mình hái mình ăn, mình nấu canh ăn thì rất là ngon hơn là mình mua ở ngoài chợ các bạn. Mua ngoài chợ rồi người ta hái xuống để một thời gian 2-3 ngày mới tới tay mình thì nó cũng héo rồi nên nó không có được ngon. Ngoài ra cái bí đao này, cái hạt bí đao này mình gieo nó lên rất là nhanh nha các bạn, ngâm vào trong cái nước sôi là 4 sôi 6 lạnh, làm nước ấm ấm mình ngâm nó qua đêm, rồi mình bỏ vào cái khăn giấy, rồi mình bỏ vào bọc zip lốc, đem vào oven mình ủ thì nó sẽ lên mầm rất là nhanh. Khi nó mới ló mầm trắng ra thì mình đem ra mình bỏ vào trong cái khay mình ươm nó thì nó lên rất là nhanh luôn đó. Còn Quỳnh Mai khi mà mùa đông này nè, Quỳnh Mai ăn Quỳnh Mai lấy ruột bí ra, trong đó có hạt rất là nhiều. Quỳnh Mai bỏ vào trong cái thùng đen này và lấp đất lên, tới mùa xuân là nó lên như thế này đó các bạn. Rồi mình bứng đi để lại trong cái thùng này 3-4 giây, rồi mình bứng đi mình trồng chỗ khác, với lại cho bạn bè ai muốn trồng bí đao thì mình cho bạn bè mình những cây con rất là dễ luôn đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về cách ươm trồng bí đao rất là dễ, với lại là tác dụng của bí đao đối với sức khỏe của con người. Và bí đao, loại bí đao của mình là loại bí đao sai trái, mỗi nấc lá một trái. Bí đao rất là dễ đậu rái, tại vì vườn có ong bướm thì nó sẽ thụ phấn giùm cho mình,
và trái bí đao nó cũng dễ thụ phấn. Để có con ong bướm đậu vào là nó sẽ đậu trái nha các bạn. Và cái trái đó lớn rất là nhanh. Chừng nếu nó đậu xong rồi chừng 2-3 ngày là mình có trái bí đao lớn để cắt vô nấu canh ăn đó các bạn. Thì người ta nói là không có gì mau lớn bằng bí bầu. Mới thấy trái đó là thấy trái lớn rồi. Thì vậy đó các bạn. Vậy thì video hôm nay xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.